Người đàn ông kể giây phút cứu nữ tài xế mắc kẹt trong ô tô đang chìm dưới sông. Nguồn cơn phạm tội của cựu chủ tịch Sen Tài Thu cùng con gái. Kẻ đoạt mạng người lẩn trốn trong rừng sâu bị bắt cùng súng đạn và ma túy. Em bé đầu tiên ở Việt Nam được sửa tim khi còn nằm trong bụng mẹ trao đời. Xử lý vi phạm giao thông xuyên Tết, Cảnh sát giao thông Hà Nội lập 4 tổ tuần tra đặc biệt. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube báo điện tử VOV. Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội chia sẻ thông tin và hình ảnh một người đàn ông không ngại giá rét lao xuống dưới nước cứu nữ tài xế mắc kẹt trong chiếc ô tô đang chìm dưới sông. Ngay sau đó, người đàn ông này đã rời đi. Đoạn clip ghi lại vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ của cư dân mạng. Theo đó, vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ trưa ngày 29 tháng 1 trên đường quốc lộ 21 đoạn đi qua cầu Các Già, Tây Giang, Tiền Hải, Thái Bình. Anh Nguyễn Hải Anh người chứng kiến cho biết, người phụ nữ điều khiển xe ô tô không hiểu lý do gì mà lao thẳng xuống giữa dòng sông. Có một người thấy vậy lao xuống cứu nhưng cửa ô tô không mở ra được, nước lạnh quá nên người đó phải quay lên bờ. Đúng lúc đó có hai bố con đi xe máy tới, thấy có người cầu cứu dưới sông nên ông bố chỉ kịp vứt bỏ áo khoác rồi nhảy xuống cứu được nữ tài xế. Khi người đàn ông và nữ tài xế lên bờ, nữ tài xế hoảng loạn, chỉ kịp nói lời cảm ơn mọi người và không ngừng khóc. Còn người đàn ông thì bất chấp trời lạnh giá, mặc nguyên quần áo rét, nhảy xuống cứu chị cũng vội vàng lên xe máy rời đi. Người dân hỏi thì anh chỉ kịp để lại thông tin là người ở xã Nam Cường. Khi mới xảy ra vụ việc, mọi người tập trung cứu người nên không ai kịp quay lại clip. Sau khi mà tất cả lên bờ an toàn, anh Hải Anh mới lấy điện thoại ra để ghi hình vụ việc và nhận được nhiều sự quan tâm từ phía dư luận. Đó chính là ông Hoàng Ngọc Lương, chú tại thôn Đức Cường, xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ông Lương cho biết sáng 29 tháng 1, tôi đi đón con trai xuất ngũ. Khoảng 11 giờ cùng ngày, hai bố con đi đến quốc lộ 21. Đoạn đi qua cầu các già xã Tây Giang Tiền Hải, thấy rất đông người đứng bên bờ sông, phía dưới sông là chiếc ô tô đã chìm thấy bảo có người kẹt ở trong vậy là tôi vội vàng nhảy xuống không kịp khởi động không kịp cởi quần áo rét lúc đó chỉ có nữ tài xế trong xe may sao cái cửa kính xe họ hé mở sẵn nên tôi vội lặn xuống túm được gáy của người phụ nữ lôi ra ngoài và bơi vào bờ ông lương cho biết rất may cửa kính phía sau hạ được một nửa nếu không thì ông không biết lấy gì để phá kính cửa thì không mở được phá kính dưới nước thì không có lực ông chia sẻ tôi cũng chẳng nghĩ gì cứu người xong là xong trong tình huống đó ai biết bơi hay có kỹ năng bơi như tôi cũng sẽ hành động như vậy tôi cũng theo phản xạ tự nhiên của con người với con người nước rất lạnh nhưng nếu còn người tôi sẽ quay lại cứu tiếp lên bờ được ít phút, nữ tài xế tỉnh lại, chỉ kịp nói lời cảm ơn ông rồi bật khóc. Mọi người xung quanh hỏi han địa chỉ, số điện thoại và mặc quần áo ấm cho người phụ nữ. Nhà ông Lương cách vị trí chiếc xe gặp nạn khoảng 9 km, trời rét, quần áo ướt sũng. Ông Lương lên xe con trai để về nhà tắm gội thay quần áo ấm. Ông Lương chia sẻ trên đường về, nhiều lúc run lên vì cái lạnh thấu xương, nhưng trong lòng ông ấm áp niềm vui khi nữ tài xế đã thoát cửa tử. Chia sẻ về kỹ năng cứu người gặp nạn dưới nước, ông Lương cười bảo, ngày trước, quê nhiều ao cho nên là từ nhỏ ông thường ra ao tắm và biết bơi biết lặn. Lúc đi học ông cũng tìm hiểu về kỹ năng cứu người chết đuối nên khi thấy nữ tài xế mắc kẹt trong xe ô tô chìm dưới nước, ông đã vận dụng các kỹ năng để đưa nữ tài xế ra ngoài an toàn. Và trong tâm niệm của người hùng ấy, bản thân làm được việc gì lương tâm thoải mái thì đó chính là niềm vui. Liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhóm cựu lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu vừa qua, Công an thành phố Hà Nội cho biết nguồn cơn hành vi phạm tội của cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty này là khoản nợ 300 tỷ đồng gồm 100 tỷ tiền gốc và 200 tỷ tiền lãi. Cụ thể tối ngày 29 tháng 1, một lãnh đạo phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu cùng Nguyễn Thị Thúy Linh, nguyên phó tổng giám đốc con gái bà Hòa, Nguyễn Thị Lan Hương nguyên tổng giám đốc về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra bước đầu, từ đầu năm 2020, bà Phạm Thị Hòa và con gái Nguyễn Thị Thúy Linh do đầu tư vào việc mở rộng các cơ sở của hệ thống Sen Tài Thu trong thời gian dài nên đã vay nợ số tiền khoảng 300 tỷ đồng, trong đó có tiền gốc khoảng 100 tỷ đồng còn tiền lãi là 200 tỷ đồng. Năm 2022, Nguyễn Thị Thùy Linh đã cùng bàn bạc với Nguyễn Thị Lan Hương khi đó là tổng giám đốc nâng khống vốn điều lệ của công ty từ 31 tỷ đồng lên 160 tỷ đồng để phát hành cổ phần tiếp đó là đưa ra các thông tin gian dối về tình hình hoạt động, lợi nhuận của công ty, mức lãi suất hấp dẫn để các nhà đầu tư chuyển tiền ký kết hợp đồng, chuyển nhượng cổ phần và hợp đồng cam kết mua lại cổ phần, đồng thời sử dụng cổ phần cá nhân của bà Phạm Thị Hòa để huy động vốn, ký hợp đồng bán cổ phần cho các nhà đầu tư. Để thu hút nhiều người đầu tư, Hương đã xây dựng đội ngũ sale, nhân viên tư vấn bán hàng kêu gọi đầu tư và chính sách trả thưởng hoa hồng phần trăm trên giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được ký. Đội ngũ sale này hầu hết là các nhân viên ngân hàng, công ty chứng chứng khoán tài chính có sẵn lượng khách hàng có nguồn tiền dư giả gửi tiết kiệm, sử dụng danh tiếng thương hiệu sen tài thu và kế hoạch kinh doanh hứa hẹn phát triển nhiều cơ sở của hệ thống có doanh thu khủng, lãi suất đầu tư cao hơn nhiều lãi suất gửi tiết kiệm, đội ngũ sale đã thu hút được một lượng lớn người tham dự đầu tư. Theo kết quả điều tra sơ bộ xác định, từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023, có hơn 400 nhà đầu tư đã ký kết mua bán cổ phần với bà Phạm Thị Hòa thông qua khoảng hơn 1.000 hợp đồng, chuyển số tiền khoảng 1.000 tỷ đồng giá trị trên hợp đồng đến công ty sen tài thu. Sau khi nhận tiền, công ty sen tài thu cắt từ 7 đến 30% cho các sale. Số tiền còn lại, Linh Hương đã chiếm đoạt để chi trả các khoản nợ. Đến thời điểm hiện tại, công ty không còn khả năng thanh toán. Hiện Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và các đối tượng có liên quan. Qua vụ việc nêu trên, Công an thành phố Hà Nội cũng đề nghị người dân cần hết sức cảnh giác tìm hiểu kỹ về các doanh nghiệp, dự án trước khi đầu tư, tránh để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và các đối tượng có liên quan. Ngày 29 tháng 1, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan vừa bắt giữ được kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người tại Vũ Quang sau gần 2 năm lẩn trốn. Đáng chú ý là trong thời gian lẩn trốn, đối tượng này đã trang bị vũ khí nóng và buôn bán ma túy. Vào sáng ngày 29 tháng 1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa bắt giữ thành công Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1983, trú tại thôn Kim Quang, xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, kẻ bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người tại Vũ Quang sau gần 2 năm lẩn trốn. Sơn là hung thủ gây nên vụ án rúng động tại trạm kiểm lâm bảo vệ rừng thuộc tiểu khu 156 Vườn Quốc gia Vũ Quang thuộc xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh hồi giữa tháng 5 năm 2022. Nạn nhân bị sát hại là người đàn ông tên là Hát, sinh năm 1980, trú tại thị trấn Vũ Quang. Sau khi gây án, Sơn lợi dụng đêm tối và rừng sâu để bỏ trốn. Để che giấu thân phận và tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Sơn đã bỏ trốn vào các khu vực rừng sâu, sống ẩn giật tại các lán trại bỏ hoang tại khu vực giáp biên giới với Lào. Kẻ này còn cài mìn xung quanh khu vực lẩn trốn và sẵn sàng sử dụng súng để chống trả lại lực lượng chức năng. Đầu tháng 1 năm 2024, ban chuyên án xác định Sơn đã chuyển nơi lẩn trốn về một lán trại bỏ hoang ở khu vực vườn quốc gia Vũ Quang. Nghi vấn Sơn có sự cấu kết với tổ chức người Lào và các đối tượng trên địa bàn huyện Vũ Quang để vận chuyển ma túy từ Lào cất rừng về Việt Nam sau đó đưa đi các tỉnh đại tá Nguyễn Hồng Phong giám đốc công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo thành lập ban chuyên án chỉ đạo các lực lượng nhanh chóng bắt giữ Nguyễn Hồng Sơn. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 26 tháng 1, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các lực lượng cùng đồn biên phòng 567 Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh bất ngờ ập vào bắt giữ Nguyễn Hồng Sơn khi hắn đang lẩn trốn tại lán trại thuộc tiểu khu 182, vườn quốc gia Vũ Quang. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 25.600 viên hồng phiến, 175 gam heroin, 6 gam ma túy đá, hai bộ dụng cụ sử dụng ma túy, một khẩu súng, 46 viên đạn, 2 thỏi mìn, một kíp nổ điện, 2 dao, 4 điện thoại di động và nhiều tăng vật khác. Bước đầu Nguyễn Hồng Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra vụ án. Chuyển sang tin tức khác, sau 4 tuần được can thiệp tim trong bào thai đầu tiên tại Việt Nam, mới đây vào sáng ngày 30 tháng 1, bé trai nặng 2,9 kg đã cất tiếng khóc chào đời tại bệnh viện Từ Dũ không phải hỗ trợ hô hấp như dự liệu. Được biết, bé trai từng trải qua cuộc đại phẫu khi còn nằm trong bụng mẹ vì có dị tật tim bẩm sinh. Theo đó vào khoảng đầu tháng 1, sản phụ 28 tuổi Đà Nẵng được chuyển đến bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh khi phát hiện thai có bất thường nặng về tim, thai nhi dị tật bẩm sinh, không có lỗ van động mạch phổi, thiểu sản thất phải, Lúc thai nhi được 32 tuần, bất thường tim thai có dấu hiệu trở nặng, nguy cơ tử vong trong bụng mẹ hoặc ngay sau khi được sinh ra, bác sĩ bệnh viện Từ Dũ hội chuẩn liên viện khẩn cấp với bệnh viện Nhi đồng 1 và đi đến quyết định lịch sử chưa từng có ở Việt Nam là can thiệp trong bào thai bán khẩn, đây là giải pháp phù hợp nhất để cứu sống thai nhi còn trong bụng mẹ. Thủ thuật lập tức được thực hiện dưới sự phối hợp của bác sĩ hai bệnh viện, may mắn sau can thiệp, siêu âm kiểm tra thấy dòng chảy qua van động mạch phổi của thai nhi tốt, không tràn dịch màng ngoài tim, tim mạch đã cải thiện, sản phụ được lên kế hoạch sinh mổ, ekip mổ gồm có 16 người, trong đó có 4 bác sĩ hồi sức nhi, 3 bác sĩ hồi sức cho mẹ, 5 chuyên viên gây mê, 4 bác sĩ phẫu thuật. 9 giờ 17 phút ngày 30 tháng 1, bé trai đặc biệt được chào đời bằng phương pháp sinh mổ, khóc rất to trong sự xúc động của các bác sĩ. Đây là em bé trong ca thông tin bào thai đầu tiên của Việt Nam cũng như Đông Nam Á. Bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó giám đốc bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ca mổ kéo dài 25 phút. Ngay sau khi bé chào đời, ekip hồi sức phòng sinh của bệnh viện Từ Dũ và khoa sơ sinh bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá tình hình của bệnh nhi. May mắn, SBO2 đạt 89%, trẻ thở khí trời bác sĩ hương chia sẻ chưa bao giờ tôi có cảm xúc như vậy trong phòng mổ đây là trường hợp rất ngoạn mục vượt ngoài mong đợi của ekip em bé khóc rất to khi chào đời tôi rất xúc động khi nhìn thấy bà mẹ nằm trên bàn mổ nước mắt gian rụa đây là thành quả của sự dũng cảm của người mẹ chính sự cương quyết của chị là động lực cho cả ekip vì đây là ca đầu tiên ở việt nam dù chúng tôi chuẩn bị tất cả mọi thứ để đảm bảo an toàn nhưng sự cương quyết của gia đình và người mẹ là động lực cho cả ekip Trước đó các bác sĩ dự kiến trẻ có khả năng phải thở oxy ngay sau sinh, nếu trường hợp này không được can thiệp vào bào thai, trẻ sẽ phải đặt stent hoặc nong động mạch phổi ngay sinh. Kết quả siêu âm tim trực tiếp tại phòng mổ cho thấy dòng máu qua chỗ hẹp động mạch phổi rất tốt, độ hẹp ở mức trung bình, điều này có nghĩa là bé không cần can thiệp gì trong giai đoạn sơ sinh đầu đời. Sau sinh trẻ được chuyển về khoa hồi sức sơ sinh bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục theo dõi đánh giá. Ngày mai các chuyên gia sẽ đánh giá lại tình hình và có kết quả điều trị lâu dài cho bé. Bác sĩ Trần Ngọc Hải, giám đốc bệnh viện Từ Dũ là phẫu thuật viên chính trong ca mổ. Ông cho biết sau khi trẻ được cắt dây rốn và chuyển cho ekip hồi sức, bé tự thở khí trời như một đứa trẻ bình thường, trẻ được thực hiện ra kề ra với mẹ, thai nhi đạt 37 tuần 4 ngày. Mới đây, Tổng cục Hải quan vừa có công văn yêu cầu hải quan các địa phương dừng hoàn toàn thông quan với mặt hàng xăng dầu của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi và công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà do hai doanh nghiệp đã bị rút giấy phép kinh doanh xăng dầu. Trước đó, các lãnh đạo của hai doanh nghiệp xăng dầu này đã bị khởi tố bắt giam. Theo Tổng cục Hải quan, hai doanh nghiệp này đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu. Đến thời điểm hiện tại, hai doanh nghiệp này không đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu để pha chế xăng dầu. Trước đó vào ngày 23 tháng 1, cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải thủy bộ Hải Hà công ty Hải Hà cùng các đơn vị có liên quan. Theo kết luận của thanh tra chính phủ, Hải Hà Petro đã sử dụng sai quỹ bình ổn, không kết chuyển về tài khoản quỹ mà để lại tài khoản thanh toán của doanh nghiệp. Đồng thời doanh nghiệp này kê khai thiếu nợ thuế bảo vệ môi trường hàng nghìn tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết đã nhiều lần đốc thúc Hải Hà Petro nộp thuế bảo vệ môi trường, thậm chí là phong tỏa hóa đơn tài khoản của doanh nghiệp này. Cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Trần Tuyết Mai, Chủ tịch Hội đông thành viên kiêm tổng giám đốc công ty Hải Hà. Bên cạnh đó, liên quan đến Xuyên Việt Oi ngày 8 tháng 9, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an A09 khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại công ty Xuyên Việt Oi và một số cơ quan tổ chức liên quan. Cơ quan An ninh điều tra cũng ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai bà Mai Thị Hồng Hạnh, giám đốc xuyên việt oi nguyễn thị như phương phó giám đốc xuyên việt oi về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí Xuyên Việt Oi thành lập năm 2005, có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, chiếm thị phần khoảng 40% tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Nam Trung Bộ trước khi bị rút giấy phép. Doanh nghiệp cũng từng có nhiều vi phạm về xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu theo thanh tra Bộ Công Thương. Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ vụ việc của Xuyên Việt Oi và Hải Hà Petro sang Bộ Công an xem xét xử lý theo quy định pháp luật. Để đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng điểm trong dịp Tết Nguyên đán 2024, mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ triển khai bốn tổ công tác đặc biệt thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát liên tuyến. Cụ thể, theo phương án, 4 tổ tuần tra bao gồm lực lượng phòng cảnh sát giao thông, công an quận, huyện, thị xã, cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy sẽ tổ chức tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm khép kín tại địa bàn 24 trên 24 giờ trên các tuyến quốc lộ 2, quốc lộ 3, quốc lộ 6, quốc lộ 32, đại lộ Thăng Long đoạn qua địa bàn thành phố Hà Nội. Cán bộ chiến sĩ của 4 tổ công tác sẽ tập trung xử lý các hành vi vi phạm giao thông. Đối với công tác phân luồng, chỉ huy điều khiển giao thông, các tổ công tác căn cứ đặc điểm tình hình thực tế tuyến, địa bàn phụ trách triển khai phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ người dân di chuyển tham gia các lễ hội xuân năm 2024 diễn ra tại địa phương. Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội sẽ chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng, đẩy mạnh công tác phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, công tác phòng chống đua xe trái phép, thời gian thực hiện tục công tác đặc biệt từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 9 tháng 3. Ngày 30 tháng 1, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân về quê đón Tết, đơn vị tổ chức nối thêm toa tàu vào các đoàn tàu khách tiếp tục bổ sung thêm lần thứ tư. Cụ thể, theo công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tính đến nay đã bán khoảng 265.000 vé trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn. Do đó, để phục vụ người dân, công ty đã tiếp tục bổ sung thêm gần 2.000 chỗ trong các ngày cao điểm Tết Giáp Thìn 2024, từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 2, từ ngày 26 tháng Chạp đến ngày 10 tháng Giêng vé sẽ được mở bán tại tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt qua các ứng dụng ví điện tử app bán vé tàu trên thiết bị di động hoặc liên hệ tại nhà ga các điểm bán vé và các đại lý bán vé thuộc đường sắt việt nam hoặc là gọi tới tổng đài bán vé ngành đường sắt khuyến cáo người dân không mua vé qua các đối tượng trung gian cò mồi chợ đen mạo danh nhân viên đường sắt để tránh tình trạng mua phải vé giả vé không đúng thông tin vé bị cạo sửa giá vé ngày đi tàu không có giá trị đi tàu vào dịp Tết, hành khách sắp xếp thời gian ra ga trước giờ tàu chạy khoảng 30 phút và lên đúng chuyến tàu số toa số chỗ của mình để tránh nhỡ tàu. Tại cửa vào ga và cửa toa tàu, nhân viên đường sắt sẽ tổ chức kiểm soát thẻ lên tàu và giấy tờ tùy thân. Hành khách có thông tin cá nhân trùng khớp với thông tin trên thẻ lên tàu mới được vào ga đi tàu. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube của báo điện tử vov và hãy truy cập vào địa chỉ vov vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại